Vâng, trên màn hình khách đang thấy là chúng tôi đang quay video trực tiếp tại xưởng của công nhân. Giờ chúng tôi đang chuẩn bị bốc xếp các sản phẩm lên xe để đi bàn giao cho các khách hàng. Màn hình như các khách đang thấy đây, hai chiếc kệ TV, hai chiếc kệ TV và mẫu hàng da Louis, mặt chai và cánh là nguyên khối, mặt này là nguyên khối này. Nguyên khối này, cánh toàn bộ là nguyên khối dày 4 phân. Đấy, chiếc kệ TV bằng gỗ hương đá này chúng tôi giao về Hòa Bình, và một chiếc kệ bằng gỗ gõ đỏ chúng tôi là giao về quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, kệ Hoàng Gia. Tất cả là cánh này, toàn là dày nguyên khối, dày 4 phân hết, nguyên khối gỗ luôn. Đó, nguyên khối gỗ. Mặt này mặt tràn cũng nguyên khối, siêu vip luôn. Bên tôi là chuẩn bị đi bàn giao. Cái lúc khách đang xem một chút sơ sản xuất của đồ gỗ Thành Luân, bác có nhu cầu có thể trực tiếp cơ sở Thành Luân tôi tham quan mình sở thị. Ở đây trên xe đây là bộ bàn ghế Minh Quốc đào chim bằng gỗ hương đá, chúng tôi bàn giao về tại bệnh viện ca Tân Triều. Là khách hàng ở cạnh bệnh viện ca Tân Triều để có thể nhận được. Đây là chiếc ghế đơn này. Thông tin chi tiết bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 và 0972 770 0888. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.